Trung đoàn 143, sư đoàn 315 quân khu 5 đóng quân trên đồi đá gặp bất lợi về điều kiện thổ nhưỡng. Vào tháng 3 đến tháng 8 mùa khô, nước khan hiếm, công tác tăng gia của trung đoàn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị đã quyết liệt tiến hành nhiều biện pháp cải tạo đất, khắc phục tình trạng thiếu nước để đảm bảo tăng gia sản xuất đạt được hiệu quả. Đóng quân trên khu vực đồi đá ong cằn cỗi, nhưng bằng ý chí và quyết tâm, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 143 đã biến hơn 54.000 m2 đất sỏi thành đất tăng gia. Để có thể trồng được rau, bộ đội phải cuốc đất, nhặt sỏi, chở đất màu từ nơi khác về trộn, ủ phân xanh, cải tạo đất. Cùng với đó là vun bờ thành từng ô để giữ nước. Và thành quả là những luống rau xanh tốt như thế này. Để đảm bảo cái chỉ tiêu rau xanh cho đơn vị, thì trong thời gian qua, đơn vị chúng tôi là thực hiện rất là nhiều cái biện pháp để thực hiện bảo đảm cái chỉ tiêu rau xanh. Như là đơn vị chủ động lần lượt thay thế cái nguồn đất, bổ sung cái đất mới từ các cái khu vực khác, loại bỏ cái sỏi đá và chủ động cải tạo lại cái chất đất, quy hoạch cái vườn rau là theo khu vực. Vào mùa khô hạn từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, nguồn nước tăng gia từ ao duy nhất của đơn vị. Bộ đội phải hết sức tiết kiệm nước để đảm bảo hiệu quả. Tùy theo thời vụ, hiểu chất đất, khí hậu, đơn vị lập kế hoạch tăng gia sản xuất cho phù hợp. Mùa khô thường trồng các cây chịu hạn tốt như rau muống cạn, mồng tơi, rau đay. Cùng với đó, đơn vị làm tốt các khâu chuẩn bị giống cây, áp dụng kỹ thuật mới và cải tạo lại đất sau mỗi vụ thu hoạch. Với đặc điểm tình hình là đất khô, cứng, chúng tôi thường xuyên cải tạo đất bằng các phương pháp là xới đất liên tục. Kèm với đó là bón phân bằng phân xanh, chúng tôi thay lá về băm nhỏ và ủ với phân chuồng để cho hôi mục và bón vào phân. Kèm với đó là công tác tưới tắm liên tục vào mỗi buổi chiều và tăng cường thêm vào mỗi buổi sáng. Ngay từ đầu năm, trung đoàn đã giao chỉ tiêu tăng gia cho từng đơn vị, đến từng người. Đồng thời đưa nội dung này vào nghị quyết, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chặt chẽ. Lấy kết quả tăng gia là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm cho từng quân nhân. Vì vậy, 6 tháng đầu năm, kết quả thu hoạch của trung đoàn đạt hơn 91 tấn rau xanh, lãi hơn 72 triệu đồng, bình quân vượt 7,2 kg một người một tháng so với chỉ tiêu hậu cần năm. Bằng các biện pháp như cải tạo đất và vác ao hồ để tạm thu cái nguồn nước của các cái thị cục về, hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện tốt cái nội dung theo cái nghị quyết lãnh đạo của đơn vị chủ huy trung đoàn, thì trong 6 tháng đầu năm vừa qua thì trung đoàn cũng đã được tạo ra được cái nguồn rau xanh tự bảo đảm cho trung đoàn, và trong cái lượng rau làm ra thì cũng thừa và để nhập cho các đơn vị khác. Đa dạng các biện pháp cùng với phát huy sự chủ động sáng tạo, nhờ đó trong thời gian qua trung đoàn 143 đã khắc phục được các bất lợi về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng để tổ chức tăng gia hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho bộ đội.